오시는 거를 진심으로 환영합니다. Xin giới thiệu về thành phần tham dự của về phía của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Xin trọng được giới thiệu có tiến sĩ bác sĩ Lê Ngọc Long, phó giám đốc bệnh viện. 네, 우선은 기빈 여러분 소개 좀 드리도록 하겠습니다. Lê Ngọc Long, 부원장님 소개 드리겠습니다. Xin trọng được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Quốc Thiên Hương, phó giám đốc bệnh viện. Đỗ Quốc Thiên Hương, 부원장님 소개 드리겠습니다. Và đồng hành cùng với đoàn trong những năm qua, xin trân trọng được giới thiệu có tiến sĩ bác sĩ Phạm Ngọc Thái, nguyên là giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Xin trọng được giới thiệu bác sĩ Đinh Văn Khai, nguyên là giám đốc của bệnh viện ạ. Đinh Văn Khai, trong huấn trân nhìn, xin trân trọng được xin trọng được giới thiệu bác sĩ Hà Hải Quang, nguyên là phó giám đốc của bệnh viện. Hà Hải Quang, trong huấn trân nhìn, xin trân trọng được giới thiệu. Dạ, và có một cái khách mời cũng khá là đặc biệt, xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Nguyễn Thu Sương, là học trò của giáo sư Ô ạ. Dạ, xin trân trọng giới thiệu. 그리고 특별한 참석해 주신 민보 이어서 한국팀도 소개 좀 부탁드릴까요? 한국팀. 안녕하십니까. 저는 이번 구속의결의 소부이사를 맡은 서영입니다. 네, 네, 팀장 tất cả. Chào tất cả mọi người, tên tôi là So Hung Ho, là tôi là phó trưởng đoàn của đoàn phẫu thuật Inu Hàn Quốc ạ. 네, 저희 단원들을 소개드리겠습니다. 우선 단장님 최진영 단장님 소개드리겠습니다. Vâng, tôi xin phép được giới thiệu giáo sư Choi Jin Young là trưởng đoàn phẫu thuật của chúng tôi. 네, 우영수 교수님 소개드리겠습니다. Vâng, tiếp theo là giáo sư Long. 성일영 교수님. 나 수 성일영. 강강민 교수 소개드리겠습니다. 나수장님. 대만에서 장영재 선생님 소개드리겠습니다. 나 수장님 선생님 소개드려요. 그다음에 지금 우리 멤버만 생각하고 우리 다수죠. 다음 일어나주세요. 우리 멤버도 다 일어나주세요. 首先，我们欢迎在座的各位领导。那，第一位领导，大家好。我们董事长先。李大光先生。박보은。박보은先生。李大光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 
Kim Ngô Yong. Kim Ngô Yong xin chào. Vâng, bác sĩ Kim Ngô Yong. Tôi khi bên
소개는 하나 더 추가로 소개드리겠습니다. 꽉충은 선생님은 네. 보건국께서 네, 오신 분입니다. 다시 한번 박수 한번 부탁드리겠습니다. 네, 와, 네, 아, 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 아,